hoa dáng ai dễ thương. Giao tranh tư sanh do hà hàng vội thơ nhi. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp dữ vậy hà? Nè, đường tướng thị hà danh tánh, cảm lai dự ngã giao phong. Ôi, đẹp làm sao mắt biết môi hồng, chứ đẹp đẽ bấy mài tầm mắt buồn. Quả châu quốc hết trang dụng tướng, gió chào nay sở kỵ nữ nhi, lại còn vấn hà danh hà tánh làm chi, trận thương quyết giao lòng đấu hổ à. Ê khoan nè, này người kia ơi, thiếp muốn biết đó tánh danh gì khá tỏ. Trời được mấy xương ngà xanh nắng nè, đã tìm nơi ngọc tốt cho cành, hay là còn yêu quạnh phòng cưới lễ bàn à. Tiền cố tổ chinh nhìn đông qua giao mi từ à. À, thì ra là ông Tiết Giao đây à, mỹ danh dữ ha. Tên họ đã quen rồi, hãy cùng nhau là chiếc. Ê khoan, trời ơi, người đẹp mà giận làm chi cho mất vẻ khôi ngô à. Nè, như thiếp đây tri tổ phụ lòng đầy quyến luyến, dòng Tiết Gia tam đại công hầu, chứ bữa này công tử Tiết Giao ơi duyên bất ngờ ấy, bởi tại gì đâu, chắc là bà Nguyệt ông ta xe chỉ thân. Nữ tướng lẳng lơ để thẹn má đầu, ta trưởng phu mã thượng anh hào, chớ nên ông bướm cợt trêu, khiến cho khách sâu bài coi nhẹ hạng nữ lưu. Coi kìa Tiết Lan, sao danh trang hùng anh lòng đầy mến thương, mong mơ nguyện cùng ai chung lối. Tiếc là hơi vàng em xin giữ trách nâng khăn, nguyện thủy chung trong đời. Mới nghe qua là mân lòng đầy gian chê, thân má hồng lỡ chung binh đào đôi đầu, sao không cho kịp danh thương mà ngỡ ngơ hồ mê. Biết Lan ơi giết nhau mà chi, lòng thiết mong kết xe thần châu, nợ duyên đất
có chuối tường, thiết cùng chàng Long Phụng sánh đôi, duyên ngư thủy đẹp tình sông hỷ. Nàng, nàng nói nàng là Hồ Nguyệt Cô à? Dạ phải. Trên thềm đạp dạy bảo, gặp Nguyệt Cô ta chớ giao tranh, chờ cho Nguyệt Cô lòng lòng chút lòng lòng tình tình, rồi mày giả dầm dầm hạ phúc thông. Trong khi cơn biết đồng, cơ quả ngọc người, yêu quái sẽ xuyến đời hồ lý quờ. Chàng suy nghĩ thế nào mà tâm tư thờ thẫn vậy? À cấm mỹ lại, miệng muốn lời hoa nguyệt, mặt sao chẳng hổ hang, dầu liếu lo vụ mổ trắc đạp, trận thương quyết cùng nàng một trận. Đánh, đánh cho tan má phấn, đánh cho lợp môi son, để chi thối dâm mon, để chi loài quế chất. À, nè, thiếp đã buông lời êm ả, chàng lại nhục mạ chẳng thương. Muốn đánh thì hãy giữ chắc lựa chắc thương, e cho đó hồn ly khỏi xác. Đó, đánh. Hey. Phải đó và đây là nghĩa Tàu Khương, thế thì hãy đến lại gần ta, có chi đâu mà phòng ngại, đây và đó đẹp như ngư thủy. Ít hoa, thiếp khuyên chàng chứ nên theo đào hạ lý, mà thiếp càng e thiện má hồng, chỉ sợ ai quen thói bưởi vòng qua mai nhạc rồi giữa đường dối chăng. Nguyệt cô không, Nguyệt cô ơi, dẫu đa nát vàng tan hay non mòn biển càng, thì tình tiếng giao nghi mãi mến á. Ngại gì lòng ta
ôi ngài tiếc nàng ơi chàng tiếc tình nàng ơi nhà kiên ơi tanh quá yêu quả e là một thống dòng ca và chung tình về ngồi dây ta như lưu thủy không mong tư ngộ a tiếc lắm là chàng làm sao vậy tiếc lắm chứ đừng làm thêm sợ mà ôi sao ta đau nhói toàn thân màu đèn màu trầm thiệt lớn ơi không gian sao anh thay hồn về à. Yeah.
không có nhau thì chi sao chúng ta mới mọc tay lại đò âm dương đưa anh về lễ sổ đi tìm Ngọc Người cho ta đi Nguyệt cô. Nguyệt cô ơi, nếu không có Ngọc Người thì ta sẽ chết mất. Ngọc Người thiệt cơ. Thiệt không? Thiệt biết con người có Ngọc Người. Hả? Để thiệt đi tìm về cho cha. Nàng biết người có Ngọc Người à? Dạ. Vậy thì nàng hãy đi mượn người đó giùm ta đi Nguyệt cô. Dạ. Để thêm đi tìm nhiều chút. Đi nhanh nha Nguyệt cô. Nguyệt cô ơi. Đi lẹ đi Nguyệt cô. Thiệt là. Thiệt là ơi. Thôi chàng ngồi lên đi. Chàng ngồi nghỉ đi. Thêm đi tìm Ngọc Người cho chàng. Chàng ngồi nghỉ đi. Trời ơi, nếu chẳng may thì kiếp qua tận, nhưng vì thương bạn chung tình chưa trọn đau, ta tính sao nữa. Thank you.
thật là ngọc người. Nàng hãy để cho ta xem thử. Tiết Lan, quả thật là ngọc người. Vừa cầm đến căn bệnh đã hồi sinh. Tiết Lan, chàng cảm thấy đỡ đau chưa Tiết Lan? Nguyệt cô à, ta đã đỡ đau hơn rất nhiều rồi. Dạ. Nàng giúp ta chuyện này có được hay không? Chuyện gì vậy Tiết Lan? Nàng hãy đi tìm cho ta một miếng nước. Tìm nước? Để làm gì? Ta bỏ ngọc người này vào nước, thì uống nước nó vào, tự khắc căn bệnh sẽ hồi sinh. Rồi khi đó ta sẽ trả lại ngọc người cho người mà nàng đã mượn. À hay quá. Vậy để tìm nước cho chàng nha. À người cô ơi, nàng nghe ta dặn đây. Dạ. Nàng thấy không, nước ở đây rất là đục. Nàng hãy để đi xa xa ra đằng kia kìa. Nước ở đó nó trong hơn chỗ này. Người cô ơi, nàng giúp ta đi Nguyệt cô. Giúp ta đi Nguyệt cô. Ờ, Tiết Lan ơi, vậy chàng đứng đây nha, chàng đừng có đi đâu. Để thiếp chạy ra truy, thiếp lấy nước về cho chàng nha. Đi nhanh đi Nguyệt cô, đi nhanh đi Nguyệt cô. Mà Tiết Lan ơi, chàng giữ ngọc, chàng nhớ giữ cẩn thận, chàng đừng làm mất ngọc. Kiểu, à mà thôi, để thiếp giữ. Nàng đòi ngọc lại à? Phải, thiếp giữ xong lát nữa thiếp đưa lại cho Tiết Lan nha. Tiết Thôi Lan. Được rồi, ngọc của nàng đây, nàng hãy giữ lấy. Tiết Lan. Thôi chàng cầm ngọc đi, cầm ngọc mà chàng đỡ đau hơn thì chàng hãy cầm ngọc. Đi Nguyệt cô, đi nhanh đi Nguyệt cô. Tiết Lan ơi, chàng nhớ, chàng đừng làm rớt ngọc, kẻo bể ngọc chết người ta, tội nghiệp người ta. Nguyệt làm cô ơi, nàng đi nhanh đi. Ta ở đây ta đợi nàng mà. Chàng đừng có đi đâu nha Tiết Lan. Ta bệnh như vậy đi đâu được. Chàng nhớ giữ ngọc cẩn thận nha. Sao Tiết Lan. Sao đâu Nguyệt cô à. Nhớ nha chàng. Nhớ nha Tiết Lan. Xong còn đến thế gian. Tiếc chào chàng là thế.
quỷ cô, loài yêu nữ dâm loạn, ngọc của nàng đây, nàng mau giữ lấy. Tiên nhân!